Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng. Nhìn chung cuộc đời bản mệnh tốt đẹp từ bé đến khi trưởng thành, nhờ có nỗ lực của bản thân mà sự nghiệp phát triển và có vận tiền tài tốt. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn của cuộc đời lại có những điểm cần phải bàn luận và lưu tâm khác nhau. Những điều mà Phong Thủy Gia Cát sắp chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ dựa trên số tuổi, cung mệnh và giới tính của quý vị để phân tích luận giải một cách chính xác nhất. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Chấn, mạng Thiên Thượng Hỏa, lửa trên trời, xương con ngựa, tướng tinh con heo, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Xin được khái quát cuộc đời nữ mạng Mậu Ngọ sinh năm 1978 qua bài thơ sau. Mậu Ngọ mạng hỏa số này, lửa trời soi sáng chiếu cùng khắp nơi, xuân hạ sinh gái là nàng, thanh nhàn sung sướng, có chồng giàu sang. Thu đông lỗi số cực thân, cuộc đời chẳng đặng, thăng rong an nhàn. Số này khắc mẹ thương cha, anh em chẳng thuận, phải xa nhớ nhà. Mậu Ngọ quý tướng gái này, ban ngày mà hợp ấy là số ta. Lỗi sinh duyên số lỡ làng, không chồng thì chồng vợ lòng dòng đôi ba. Thấy ai nghèo khổ xót xa, tiền bạc giúp đỡ thế mà phản ngay. Số này tiền vận lao đao, hậu vận có của cửa nhà mới yên. Tổng quan, nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh ra đã được hưởng cuộc sống an nhàn, cha mẹ hết mực yêu thương. Cả cuộc đời Mậu Ngọ từ lúc trẻ cho tới lúc trưởng thành, cuộc sống gặp nhiều niềm vui. May mắn công danh sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Bước sang tuổi trung niên thì cuộc sống của họ có đôi chút không thuận lợi, gặp phải khó khăn về sự nghiệp. Nhưng bằng vào khả năng và nỗ lực của bản thân thì Mậu Ngọ có thể giải quyết được những vấn đề đó hết sức dễ dàng. Tổng kết, nữ Mậu Ngọ có cả cuộc đời cố gắng phấn đấu phát triển sự nghiệp, đến năm 30 tuổi thành công rực rỡ và có vận tiền tài tốt. Những người này hưởng tuổi thọ trung bình từ 70 đến 78 tuổi, nếu cố gắng sống lương thiện, hành thiện tích đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, dựa vào tháng sinh âm lịch của nữ tuổi Mậu Ngọ thì con đường tình duyên của họ được chia thành 3 trường hợp sau. Sinh vào các tháng 3, 6 và 10 âm lịch, nữ Mậu Ngọ tình duyên trải qua nhiều trắc trở gập ghềnh mới có được hạnh phúc. Cuộc sống sau kết hôn gặp phải nhiều vấn đề khó khăn, cuộc sống có đôi lúc buồn phiền. Tuy nhiên nếu biết tin tưởng vào đối phương thì hạnh phúc sẽ tới, cuộc sống sau này sẽ được cải thiện. Sinh vào các tháng 2, 4, 7, 8, 9 và 11 âm lịch, nữ tuổi Mậu Ngọ sau kết hôn có vướng phải những chuyện thị phi, điều đó làm cho cuộc sống gia đình không thoải mái. Để giữ vững được hạnh phúc hôn nhân gia đình thì họ cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ khác trong xã hội, tránh giao lưu với những người không đáng tin tưởng. Sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch, nữ tuổi Mậu Ngọ có một cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ. Sinh vào những tháng này, họ sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn bên chồng và con cái. Gia đạo công danh, cuộc sống gia đình của nữ Mậu Ngọ thường rất tốt đẹp và yên ấm. Nữ Mậu Ngọ thường là những người thiên về cuộc sống giản dị và mộc mạc nên công danh hầu như không có. Trong công việc, họ là những người rất tài năng về mặt buôn bán và kinh doanh. Nếu phát triển sự nghiệp theo hướng này, thì nữ Mậu Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành quả vượt ngoài sự trông đợi. Để hỗ trợ vận trình sự nghiệp giúp cho bản mệnh thuận lợi phát triển, thâu thu thêm nhiều tài lộc, nữ Mậu Ngọ sinh năm 1978 nên thỉnh đeo vòng tam hợp dần ngọ tuất bên mình. Đây chính là vật liệu chiêu tài hàng đầu được các bậc thầy phong thủy tin dùng. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa, trên 3 viên đá mã não này còn khắc hình 3 linh vật dần ngọ tuất giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp cho vận trình cuộc sống và công việc được suôn sẻ, hanh thông. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho riêng bản thân của mình. Tuổi hợp làm ăn. Nữ tuổi Mậu Ngọ nếu kết hợp làm ăn buôn bán với những tuổi sau đây thì công việc sẽ rất thuận lợi, xuôi trèo mát mái, gặt hái được nhiều thành công, đó là các tuổi Kỷ Mùi, Quý Hợi và Ất Sửu. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi này, đó là Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ và Ất Mão thì nữ tuổi Mậu Ngọ sẽ có được một cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống của cả hai người sau khi kết hôn sẽ có nhiều tài lộc và may mắn tới cửa. Đây là những sự kết hợp vô cùng lý tưởng và đem lại nhiều may mắn, sự giàu sang phú quý cho cuộc sống hôn nhân.
Nếu như nữ mậu ngọ chỉ thích một cuộc sống bình thường, vui vẻ, an nhàn, không cần phải vất vả trong vấn đề tạo dựng sự nghiệp, thì nên kết hôn với một trong số các tuổi sau. Mậu ngọ, nhâm tuất, giáp tý, bính thìn. Cuộc sống hôn nhân của hai người tuy không quá giàu sang phú quý, nhưng cũng khá giả và no ấm. Nữ mậu ngọ kết hôn với một trong số các tuổi canh thân, bính dần, giáp dần thì cuộc đời của nữ mậu ngọ sau kết hôn sẽ khá khó khăn và vất vả. Nữ mậu ngọ sẽ phải gánh nhiều trọng trách lớn lao trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi về già họ sẽ được đền bù xứng đáng, con cái giỏi giang và thành đạt, cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Nữ mậu ngọ nên tránh cử hành hôn lễ vào các năm 16, 20, 26, 28, 32, 38 và 40 tuổi thì sẽ đem lại nhiều điều không như ý trong cuộc sống sau này. Tuổi đại kỵ, trong việc làm ăn buôn bán hay mở rộng kinh doanh, nữ mậu ngọ không nên hợp tác với các tuổi như sau. Tuổi Tân Dậu và Quý Dậu, do hai tuổi này xung khắc với mậu ngọ nên sẽ dẫn tới những rắc rối không được may mắn. Những năm khó khăn nhất, khi bạn ở vào các tuổi 22, 29 và 34 tuổi thì nữ mậu ngọ có thể gặp phải sự cản trở, cuộc sống khó khăn hơn các năm khác. Do vậy mà tại những năm này nên thận trọng chú ý trong từng hành vi, quyết định của bản thân. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Chọn được ngày giờ xuất hành phù hợp sẽ giúp cho mậu ngọ thêm thuận lợi trong khi thực hiện những ý định của bản thân. Nữ mậu ngọ nên xuất hành vào thời điểm giờ chẵn, tháng chẵn và ngày chẵn thì sẽ rất may mắn. Bên cạnh đó, mang theo pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi nẻo đường, từ đó giúp cho mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang theo bên mình như có Đức Phật Hiển Linh che chở, phù hộ độ trì cho mọi sự may mắn và hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 chính là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của sự may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh và tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đạt Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bên trên và vòng trong cùng là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc, đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất. Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực và xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Diễn biến từng năm, từ năm 17 tuổi đến năm 20 tuổi, đây là những năm xuất hiện khá nhiều sự kiện trong đời của mậu ngọ. Ở tầm tuổi này, tuổi mậu ngọ khá quan tâm tới chuyện tình cảm mà bỏ bê nhiều mối quan hệ khác như bạn bè và gia đình. Trong tình yêu có khá nhiều người theo đuổi khiến cho tuổi mậu ngọ thỏa mãn hư vinh của bản thân. Tuy nhiên đây cũng là những khoảng thời gian mà tính cách chưa được rèn giũa và hoàn thiện, nên có thể mậu ngọ sẽ mắc phải một số sai lầm, vì vậy cần phải chú ý nhiều hơn. Từ năm 21 tuổi đến năm 25 tuổi, đây là những năm mà tình cảm và sự nghiệp có những bước phát triển tốt đẹp, nhiều chuyện vui trong cuộc sống cũng như trong công việc. Tình cảm tới làm cho mậu ngọ vui vẻ và đây cũng là khoảng thời gian rất đẹp để tiến hành kết hôn. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, trong những năm này, sự nghiệp đặc biệt phát triển và có những bước tiến nhất định. Cuộc sống của gia đình cũng có nhiều niềm vui, trong năm có thể chào đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên, ở độ tuổi 29 là tuổi đại kỵ của nữ mậu ngọ, do vậy mà cần phải chú ý hơn mỗi khi đi ra ngoài hay quyết định một vấn đề nào đó trọng đại. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, cần chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân. Khi ở độ tuổi này, trong năm có thể chào đón thêm thành viên mới, tuy nhiên ở tuổi 29 là tuổi đại kỵ của nữ mậu ngọ, do vậy mà cần phải chú ý hơn mỗi khi đi ra ngoài hay quyết định một vấn đề nào đó trọng đại. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, cần chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân. Khi ở độ tuổi này,
trong những năm này, nhiều vấn đề xuất hiện khiến cho không chỉ công việc, sự nghiệp của Mậu Ngọ không thuận lợi mà còn làm ảnh hưởng tới cả vấn đề tình cảm lẫn sức khỏe. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, những năm này tình cảm được cải thiện một cách đáng kể. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ những năm trước nên tài lộc vẫn rất ảm đạm. Trong sự nghiệp cần phải thận trọng hơn, tránh vướng phải chuyện thị phi. Từ năm 41 tuổi đến năm 48 tuổi, trong những năm này tài lộc đã có dấu hiệu khởi sắc và quay trở lại. Nhiều cơ hội trong kinh doanh phát triển. Nếu biết nắm bắt tốt thì Mậu Ngọ sẽ kiếm được một khoản kha khá. Tuy nhiên, những năm này tình cảm gia đình vướng phải nhiều vấn đề, do vậy mà cần phải được chú ý và giải quyết trước tiên. Từ năm 49 tuổi đến năm 55 tuổi. Bước sang năm 49 tuổi, nữ Mậu Ngọ có phần sung túc và khá giả hơn. Trong công việc đã có một vị trí nhất định, cuộc sống gia đình yên ấm và hòa thuận, con cái lớn khôn và có nhiều thành tựu. Nữ tuổi Mậu Ngọ khi bước vào độ tuổi này, cuộc sống khá yên vui, sức khỏe. Tuy có mắc phải một số vấn đề, nhưng nhìn chung là khá tốt, sự nghiệp không có dấu hiệu phát triển thêm nữa. Do vậy mà họ nên lui về để hưởng sự chăm sóc, tạo điều kiện cho con cháu thể hiện lòng hiếu thảo. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, những năm này tình cảm gia đình phát triển tốt, tuy nhiên sức khỏe lại có nhiều điều bất cập. Do vậy mà Mậu Ngọ nên dành nhiều thời gian hơn vào việc chăm sóc bản thân, thường xuyên đi khám kiểm tra định kỳ, đảm bảo sức khỏe, luôn ở trạng thái ổn định và tốt. Thưa quý vị, trên đây là tử vi chọn đời nữ mạng Mậu Ngọ sinh năm 1978. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp quý vị có được những kiến thức tử vi tổng quát, đầy đủ và chính xác nhất, từ đó hiểu vận, hiểu mệnh, giúp chủ động trong cuộc sống và tránh được những điều không hay xảy ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.